Chào các bạn. Cái video vừa rồi các bạn mới thấy nó là một cái backing track trên YouTube thôi. Mình chỉ có lang thang và thấy nó. Tại vì ở trong đó nó có chứa nhiều cái thông tin, nó chứa nhiều cái kiến thức mà để mình có thể học được. Cho nên mình sẽ dừng lại chút xíu để phân tích nó chút xíu thôi ha, để phân tích nó một chút. Ok, thì ở trong đó các bạn sẽ học được thứ nhất, đó là cái cách mà người ta streaming, người ta sử dụng Ghost Notebook, cái slide đó. Rồi cái thứ hai đó là cái cách người ta sử dụng hợp âm, hòa âm. Cái thứ ba đó là mình sẽ học được cái scale trong cái backing track này. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi từng phần. Đầu tiên là cái streaming. Đó, các bạn nghe là nó sẽ slide lên nửa cung đình, không? Không có ăn vô cái nốt đó, nhưng mà mình có một cái cảm giác là nó ẹo lên, bé nữa thôi, nhưng nó không có ăn vô cái vị trí của cái hợp âm đó. Rồi, cái việc thứ hai, cái điều thứ hai ở trong này nó là cái cách mà người ta sử dụng hợp âm. Đầu tiên các bạn sẽ thấy là C thứ bảy. Okay. Thì ở trong này nó chỉ có đánh bốn dây này thôi, bốn dây này là re fa si. Ok, cái trường hợp thứ hai đó là hợp âm mi bảy, có một số người sẽ đánh như hợp âm này, có một số bạn sẽ đánh như thế này, đúng không? Thì ở trong này người ta sử dụng là nốt son, nốt re, hai nốt này phải có chắc chắn rồi đó để cho nó ra hợp âm trưởng bảy. Rồi tiếp theo đó người ta đánh thêm nốt pha thăng bậc 9. Rồi ở bậc 5 có bậc 5. Thì lúc này có thể gọi đó là mi 9. Ok. Rồi cái hợp âm tiếp theo đó là la major, la major 7 thì nó là như thế này. Có người đánh như thế này, có người sẽ đánh như thế này. Đúng không? Thì ở trong đó nó đánh như thế này. Trong video là hợp âm đánh như thế này. Cái âm đó đánh như thế này. Và slide lên. Rồi, cái tiếp theo là hợp âm quan trọng này, đó là pha thăng 7 dáng 9. Cái pha thăng nè, cái này là trưởng thứ nè, trưởng nè. Rồi 7 nè, bậc 7 nè. Ok, đây là pha 7. Nhưng trong này dáng 9 thì cái bậc 9 của nó nè, 9 nè. Dáng 9 là dáng xuống nửa cung. Ok, rồi. Thì lúc này nó sẽ như thế này. Bậc 1, bậc 3, bậc 7, 9. Ok, 3, 7, 9 nè. Nhưng ở trong cái video đó, anh không đánh cái nốt pha này. Anh đánh từ cái nốt la thăng, nốt re, la thăng, mi, nốt son bình, nốt đô thăng. Thì lúc này nó sẽ thành điêm. Ok. Thì cái vị trí điêm này nè, nếu như mình tăng hay là giảm khoảng 3 thứ, tính nốt nào cũng được, lấy nốt này đi, giảm khoảng 3 thứ, thì nó cũng là những nốt trong cái hợp âm điêm đó. Thì từ cái nốt này đi lên một cung rưỡi nữa, nó cũng là những cái nốt trong cái đó. Nó chỉ thay đổi vị trí thôi. Ví dụ như đây là nốt la thăng, thì ở dưới này nó cũng sẽ có la thăng nè. Đây nốt mi, ở đây nó có mi nè. Ở đây nốt đô thăng, nó có đô thăng nè. Ở đây nốt son, nó có nốt son nè. Lên đây cũng vậy luôn. Cho nên lúc nãy các bạn sẽ thấy mình đánh có hay là gì. Mình kéo lên trên này luôn nè. Okay, đó là cái trường hợp thứ hai. Cái thứ hai mình sẽ học được. Cái trường hợp thứ ba, cái điều thứ ba là mình sẽ học được cái scale. Ở trong này nếu giả sử như improvise, mình sẽ sử dụng Dorian scale. Dorian scale là mình sẽ có nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tầng lên. 6 tầng lên, 7, 8. Đó. Ok, thử nha. Rồi, phát triển.